chị đi xua bà mẹ ôn nghe nếp chùa đây chùm ca sao thơm ấy mấy bọ hả cô đa mày chùa đây chùm ca bà ôn
Hôn xung nập. Nơi này thay trăng. Nơi chụp bọn nó gặp xì dân dụp ấy nè. Thế nơi này thay trăng đi. Thế nơi tập mong mà tầm đọc pin đọc. Chúng bắn đó, bắn chúng bắn thì vừa với camera ram, vừa với camera người lớn. Bắn chúng bắn vật với camera ram, vừa với camera từ trả từ cam người thì bắn nó ngày sai của ngày sai từ một tay mối hai cành ngá nắm từ qua một tay buôn người lớn. Được đo lâu người lớn, được đo nắm từ đặt hai người này ngày. Thầy có môi với người thầy có môi. Thầy có môi xoay hóa. Thầy chụp đại đặc hóa. Chắc cho thầy mấy. Thầy căn nhà. Thầy căn nhà. Cho ngày cầm thị bằng dưỡng cư trà rốc phê là thầy. Say của ngày say mà ngày ngày say. Thank you.
quanh là cái đường thái đường tăng đánh là dài mặt trắng đường
Hào vậy, bật vào hào vậy. Tôi chỉ làm tôi nhiệt nhồm tập bận cắt mà tôi chuyển đến tiếp nhồm nhiệt có tay tiền rồi tay quê rồi tay trai rồi tay quê nhiều nữa nhồm nhồm rồi tập thiệp tập làm thiệp tập bầu bê tập còn tập chú bay nữa tập ca tập nam tập lai tay quê nhiều vượt về thêm ra rám rồi tay quê mấy tiếp ngày chăm nhìn những từ mà thầy cho môi với nó nhìn những từ thầy cho môi phần hai năm tư trên là thầy buôn nhìn những từ đây những từ bằng ấy ấy to tư cho nó nhìn những nằm đây vừa là ác vừa u rồi chứ một cái con với một cái tí ra của nó thì mình mới bị con thời gian to rồi là như là nó chưa nhìn gì thì tình cảm chùm bần của bần chùm bần này vật suy khen ra rám và tây suy còn bài của bần mặt chùm bần dưỡng và rộp phê mặt ngày sau tì mà phầy môi khai cả nhá cho nắm phí tuân mà phầy buồn rồi cảm thấy mình ấy tên nhìn nhường phí cách sát nạp xem xên tàn tình liên tình lô ập tập bày này bột sát nạp kiết khen ra mai dương hồi mình thành thất thì ta làm ra xây xây một tàn thì nó thường tàn thì nó thường là tổ chất nó nhỉ chẳng thường chẳng làm chẳng ra chẳng mất nó má tàn thì nó thường đấy hay còn đường hồ thì ta thấy thiết xây xây I'm going to go to the hospital.
ាក់ចូលក្នុងការត្រួតត្រងការគ្រប់គ្រងការកសាងវត្តស្វីសគីមរារ៉ាមប្រទេសស្វីសនេះវត្តយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនសូវជាមានចំណូលចូលទេញញើមហើយទៅមិនសូវជាមានបំពេញអីទេទៅអញ្ចឹងបានជួបជុំគ្នាដែលមានចំនួនហើយថាចំនួនដល់រាប់រយនាក់គឺមានតែកម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រតិនៅជាតិខ្មែរនៅមួយហើយនឹងកម្មវិធីភ្ជុំបិណ្ឌនោះពីរក្នុងមួយឆ្នាំមានតែពីរដងហ្នឹងដែលញាតិរួមមកច្រើនក្រៅពីនោះគឺអត់ទេញាតិគឺមិនសូវជាមានញាតិរួមមកទេហើយប្រាក់ចំណូលចូលវត្តក៏មិនមានប្រចាំខែមិនមានប្រចាំថ្ងៃយូរដែរអូពីសាខាយើងខាច់ផងនៅទីនេះទៀតមកខាងនៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងសំពីងនេះញាតិញោមជើញមកធ្វើរួមបន់ជុំបន់ញាតិញោមជុំបន់នៅសៀរាមវត្តស្វីសគីមរារ៉ាទៅយើងធ្វើនៅសាលនេះជួសាលទៅជួសាលនៅភូមិពារីនៅចំពីមុខវត្តហ្នឹងទៀតយើងចំពីមុខវត្តហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានការរួមរែកផ្សេងផ្សេងញាតិញោមអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើនៅវត្តបានទេកាលណាតែមានរួមរែកចាក់ធំបាអាឡូអាឡាយើងធ្វើនៅវត្តគេអាចរករឿងបងអ្នកជិតខាងគេមិនចូលចិត្តយើងឡូឡាទេស្រុកនេះគឺស្រុកស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនបងអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅសាលបងអញ្ចឹងសុំចម្រើនពរញាតិញោមឲ្យបានដឹងជាដំណឹងបងសុំជើញាតិញោមមកចូលរួមបងបានច្រើនកកបងត្រៃអអនុមោទនាក្នុងបុណ្យកុសលគឺបនខ្ញុំបាននៃទីអារាមវត្តស្វីសគីមរារ៉ាមប្រទេសស្វីសថ្ងៃសៅរ៍ទីពោថ្ងៃសៅរ៍ទី21ពុខែកញ្ញាពុឆ្នាំ2024ណាញោមបនខ្ញុំបានវត្តស្វីសគីមរារ៉ាមជឿបទេជឿបខ្សែតែអានោះខ្សែហ្នឹងស្វិតមិនមែនទេដាក់ដើមឈើទៅមើលវាបាញ់ចូលវាស្វិតក្រាំតោញញោមសុខភាព
rùa hả? Ê, hộp ấy em khởi nè. Anh biết cái bà chiên hồi ngày mình tịch cho nên. Ôi chú đoàn phố tập tập kia thì vật sư thêm ra ràm và tập sư thêm vật sư chú bay và bằng đầy nằm còn nằm mình to tiết nhìn nhớ một tượng từ giờ đầm mà lợt ấy cứ là lợt nó chầu lợt tí pi nhìn nhớ chú đáy hay lợt tí pi và hay đầm spi đầm ấy chẳng có nói nhìn nhớ đầm spi ha à spi chân tía đầm cao đấy ta bên spi chân tía đó anh ta anh đầm nó đầm cao tớ nên là spi ha nó đầm lộ ở chợ rú ra nhìn nhiều mà chùa phải hao như này phải đó một phải một tập lớn luôn nhau còn tràn to nhôm nhôm chơi màu chơi đồ bẩn thế bẩn chùm bẩn đó nhôm nhôm bẩn chùm bẩn thì bây giờ đám vừa cái chùm ra đám ở đây đấy
tôi bị chụp hao vậy ta. Cái thời ca cái ớt muột này ta kết thở chứ ra ơn về mình. Dường bạch kết thở chứ ra ơn này kết thở chết hao vậy. Hay ta thôi mình hói ớt ớt bài. Ớt ớt bài nhằm. Chụp hao cho nhìn nữa. Ủa chăng là tâm chơi nhập vô màu chơi rốn bẩn vô bẩn chùm bẩn á, mê tì rám vượt vì khìm ra rám, bà tì với mình nhớ cảm thấy bẩn một ngày say tì một thầy môi à, cả nhà năm tì quân một thầy buồn mình nhớ chụp đó là nhìn nhớ ngày mai ngày thầy tử mùi vậy thầy tử mùi say hà cảm thấy bon dưỡng từ khai căn nhà khai cũng buồn lắm nhiều người rồi ta nói chiều hao như nhiều người này đầy khó đầy chi như nhiều người ta nói đầy một cây đầy sạch ba nhiều người liêu đầy ba cô sạch bóng nhiều người cô phồn tè rí vật về camera ram dưỡng mây lớp mình ta nhiều người này có cuộc thì bay pha mà đa tuồng phải là cũng bay rồi mai nó như thế mà tuyệt nó trong cái này lệ nồng hả chứ ai chia đấy chẳng nhỉ cái bàm mà nên tách anh non tách anh nên tách anh non tách bàn chia ra màu ở dưới bàm thế cái đam chạy kia hộp là cái đam xin cho ai nữa trọc này hả trọc này cái đam còn là cái ca hát pram đó cái là đam cái ca còn pram đó cái đam ọt liền đó mà đam lít đô tôi nhìn nhớ trọc này ọt đam lít đô cái miền hộp chọc trục kiếm nó nhìn nhớ มันมาโรยหามีในสลัดเดี๋ยวจะอัดไว้นี่มีเงินเดือนชูเลยเต้ชูใบถึงดำคือเงินบอลคือหมดน้ำมาโรยหามแล้วก็มันไม้กันโรยหามโตถึงเยอะเนี่ยตอนนั้นคือเลยตอนนั้นไปกัดกล่องกล่องไปที่ท่อมก็เคยไปกัดกล่องกล่องเนี่ยไปกัดกล่องกล่องไอ้มันเลยดำผมจำได้ว่าเยอะมากเลยเหลือเพียงเดือนไปเหลือเยอะที่เหลไม่รู้ยังเราดีมากเลยไปเลยนะเจ้าที่มาเจ้าที่มาจังกูที่กาเราเราจะปฏิบัติเลยเราไปปฏิบัติเลยนะ
Tầm cái đàn tôi nhận nhôm chơi màu chơi rung bầm đó bầm chung bần bầm chung bần này tìa rám vượt sweet camera rám nhìn nhôm cứ bà rộp phơ nó thay sai nó tì bà phải môi bà khai cả nhà chân nằm bì bọn mà phải buồn nhìn nhôm thay sai tì mà phải môi khai cả nhà chân nằm bì bọn mà phải buồn từ bọn chùm bẩn á nhìn nhớ
ដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីកម្ពុជាខ្មែរយើងឬក៏ពុទ្ធសាសនាធ្វើបុណ្យឲ្យទានដើម្បីកើតមាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាប្រយោជន៍ជាបុណ្យកុសលញាតិញោមគឺការធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាភាវនាហើយពេលយប់ក៏មានការរួមជ្រៀងជាមួយញាតិញោមគណៈកម្មការរៀបចំហើយជាមិនមានคอนเสิร์ตอีกเต็มนะอย่างนี้คือความจะเรียนกลับเพลงจากเพลงรวมแล้วจากเขาจีจังจากเขาจีสวีดีเจเบสดาราจิมเรียงโบเบสไอจังเต้หลังโบสไรบอดน่าจะบอกអីក្រេតទៅជិះបត់អីគេជាងគេក្រាតជិះអត់ទៅជិះបត់អីអត់ជិះជ្រៀងទេជិះទីឡើងបោកស្រាយជំរឿនមួយបត់ក្រោមចំណងជើងថាយ៉ាងកិនជាកូនសឡាក់កម្មាំងទៅកាត់កាត់ជើងទៅយ៉ាងមាកមាកទៅអូជិះអូជាងសំជើងញឹកញយមកជួបរួមណាញឹកញយប៉ុនជិះបត់
cháy thì thầy môi để thầy cảnh nhà cho nằm thì cho một thầy buồn tức đo lo nhìn nhìn một cháy thì một thầy môi và cảnh nhà cho nằm thì cho một thầy buồn bao lớn như thế này ta truyền ra cho anh được hợp mô tư bao cài lớn đó rồi về nguyên một phần ta truyền của nguyên như thế này nguyên một phần bao cài lớn của nguyên
ពោចរានពោញញញោមទឹកបោបេតកំពុងព្យួរដីចំការចិត្តរូចហើយញញោមព្រោះតែព្យួរមិនរូចគឺមិនឲ្យឆប់ញញោមព្រោះតែយើងឡាយទៅຕົកថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះវានៅអញ្ចឹងណាញញោមគេថាធ្វើអីធ្វើឲ្យហើយកុំຕົកយូរឡើយដល់ថ្ងៃស្អែកប្រយ័ត្នក្តៅពេកត្រជាក់ពេកគឺវាคล้ายទៅជាខ្ជិលច្រអូចឹងវត្តរូចញញោមចឹងបានថាញញោមមើលចឹងរូចហើយចិត្តរូចហើយញញោមបើសុំជើញញញោមមកចូលរួមបន់ភ្ជុំបន់នេតិរាមវត្តស្វេះកាមេរ៉ារាមញញោមថ្ងៃសៅរ៍ទី21ព្រោះខែកញ្ញាព្រោះឆ្នាំ2024មករួយហើយណារួយហើយហើយជាប់ស្អីអូច្រានពោញញោមចិត្តរួយហើយនោះសល់ប្រហែលជា2 3អង្គើតែរួយហើយច្រានពោជួយវិញក៏ចុះនោះសល់ដល់1ម៉ែត្រព្រោះហើយនោះជាប់ស្អីទៅសម្មេនសម្មាមបងជាប់ស្មៅហ្នឹងឯងញញោមបងសុំច្រានពោញញោមពុតបរិស័ទអញ្ជើញមកចូលរួមបន់ព្រោះជុំបិននាទីរាមវត្តស្វេះកាមេរ៉ារាមប្រទេសស្វេះស្ថិតនៅភូមិពេរីក្រុងប៊ីលក្រុងប៊ីយ៉ែនខេត្តបែនរដ្ឋធានីបែនប្រទេសស្វេះប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីបន់នាថ្ងៃសៅរ៍ព្រោះទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជិតដល់ហើយញោមថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានបីចំការដំណាំបន្លែផ្សេងៗមានទីរ៉ាំរបស់ខ្លួនរ៉ាំទៅស្រុកខាងកាត់ដីបេតជួដីជួដីអាប់ផ្លែតមមិនទេអាប់ផ្លែតមវាណាស់បេះទេញញោមមកទុំជ្រុកស្អីចោលប៉ុណ្ណាដៃទៅខ្លះសត្វឆ្លោះសត្វអីវាមកស៊ីឆ្កែទៅចោលឆ្កែទៅស៊ីដែរញោមស៊ីផ្លែឈើឡើងទៀតសកទិញចាំកូនញញឹមប្រហែលចាំក
cô đang bơi vô tập đọt chị rồi ơi ai ta tóc vô luôn nhìn vô tắt lên rồi tắt lên nó bị xíu sai phlương có cho đám tôi nhận nhôm chuyện là tập thực hiệp tập cam thiệp tập bộ bê chủ đầy làm bầy hạt mang thank you.
ឈប់បងច្រើនបងញាតិញោមអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយញាតិញោមតបេតសម្រាប់ហើយបងអូសម្រាប់ហើយញាតិញោមអញ្ចឹងបទភាពភ្ជួរដីពីវត្តស្វីសកាមេរ៉ារាមប្រទេសស្វីសថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024រួចរាល់ជាសិក្ខាបទហើយមួយបែបទាំងអូអីវ៉ាន់យុរតុកអីក៏សូមអញ្ជើញញាតិញោមមកចូលរួមបន់ណាជុំបន់វត្តស្វីសកាមេរ៉ារាមថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ញាតិញោមរួចរាល់ហើយរួចរាល់ហើយញាតិញោមសម្រាប់អញដល់ម៉ោងទៅរៀនម៉ូមណាច្រានប៉ូលីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាញាតិញោមកុំភ្លេចមកចូលរួមបន់ណាញាតិញោមបន់ជុំបន់នាទីរ៉ាមវត្តស្វីសខេមរារ៉ាមបាត់គាត់ទៅហេះច្រានពោញាតិញោមតិតបោបេតគេភ្ជួររួចហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយបើកុំតាកុំតាអាត្មានៅមើលវាគ្មានទៅធ្វើរួចទេញាតិញោមវាធ្វើຕົកធ្វើຕົកដេញវាឲ្យធ្វើឲ្យតារួចឥឡូវរួចមែនហើយញាតិញោមរួចហើយចង់ដេកដេកទៅចង់ដើរដើរទៅវារួចហើយបងចឹងច្រានប៉ូលីសុកចម្រើនសំជើញញាតិញោមមកចូលរួមបន់បងភ្ជុំបន់នាទីអារាមវត្តស្វីសខេមរារាមប្រទេសស្វីសថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជួលសាលនៅមុខវត្តញាតិញោមអាចរួមលេងកំសាន្តដល់ម៉ោង12យប់ណាថ្ងៃសៅរ៍ទៅបិទបញ្ចប់កម្មវិធីបងបើធ្វើនៅវត្តរួមរែកមិនកើតទេញាតិញោមថ្លង់គេថ្លង់ឯងជារោរឿងណាបងចឹងច្រើនប៉ូលីសុកចម្រើនអរគុណញាតិញោមបានទេសនាបានមើលការ live ការផ្សាយតាម Facebook មិនទឹកបោបេតបងញោមសុផាន់ណាគីមបងបងស៊ូសឺស្វីអងហ្វ្រាំងបងនឹងឲ្យញោមនៅប្រទេសបារាំងបងហើយអាត្មាហើយនឹងទឹកបោបេតនូសំអងអងស្វីញាតិញោមនូសំអងស្វីសនូសំអងស្វីសអាបិតតុងអាពេរីអាឡាប៉ាកូតដឺវត្តស្វីសខេមរារាមបងច្រានប៉ូលីម៉ាក់ស៊ីបូគូអូរវ័អាបៀនតូអូញ៉ៃស្អីទៅញ៉ាំញោមប្រាំងផងអង់គ្លេសផងខ្មែរផងវល់នឹងហ្នឹងបើតបេតវិញដឹងស្អីទេអាឡាម៉ងអាឡាម៉ងដូចគោអញ្ចឹងញ៉ាំញោមចុះហើយតបេតចុះហើយចាំថ្ងៃណាជួបនៅមួយអ្នកពឿនសន្តានានេះទៅត្រូវបាច់ត្មងហ៎